Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nông dân Điện Biên. Chuyên mục hôm nay chúng tôi thông tin nâng cao thu nhập cho nông dân từ chương trình OCOP. Tiếp đó là phóng sự thoát nghèo nhờ xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại. Cuối chuyên mục, nông dân Mường Ảng tập trung sản xuất vụ đông xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, thời gian qua, huyện Điện Biên Đông đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt chương trình nhằm xây dựng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo cơ hội để người dân tham gia các chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững. Cây bí xanh tỉa rình là cây trồng gắn bó với người dân từ bao đời nay. Trước đây, người dân chủ yếu trồng tự phát manh mún phục vụ nhu cầu gia đình. Vì vậy, năng suất và sản lượng thấp, giá trị kinh tế chưa cao. Từ năm 2018, khi chương trình Mỗi xã một sản phẩm và dự án liên kết sản xuất theo chuỗi được triển khai, đã phần nào giúp người dân tỉa rình thay đổi phương thức sản xuất đối với loại cây trồng đặc sản này. Thay vì chỉ trồng nhỏ lẻ, giờ đây người dân đã trồng tập trung, từng bước tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây bí. Nhờ vậy, năng suất được nâng lên rõ rệt. Trung bình, 1 hecta cho thu hoạch từ 7 đến 8 tấn quả, với giá bán 15.000 đến 20.000 đồng 1 kg. So sánh với các loại cây trồng khác như ngô, lúa nương, sắn, thì bí xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Hơn nữa, bí xanh là cây ngắn ngày, quá trình sản xuất hoàn toàn có thể kết hợp trồng xen canh với các loại cây trồng khác để nâng cao thu nhập. Từ diện tích 6,8 hectare ban đầu, đến hết năm 2020, xã Tỉa Rình đã phát triển diện tích trồng bí xanh lên trên 22 hectare. Với chất lượng tốt, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, sản phẩm bí xanh của Tỉa Rình đã có mặt ở một số siêu thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Tìm cái đầu ra cho dân ấy, là hiện nay có một số công ty, doanh nghiệp là cơ bản có cái đầu ra ổn định cho người dân là thu mua. Cũng giống với bí xanh của xã Tỉa Rình, sau khi được lựa chọn là sản phẩm OCOP, củ khoai sọ phì nhừ đã được tham gia các hội chợ để giới thiệu quảng bá tới người tiêu dùng. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, sản phẩm khoai sọ của người dân phì nhừ đã nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng, các doanh nghiệp. Hiện nay, cứ mỗi vụ thu hoạch, khoai sọ đều được thương lái đến thu mua tận nơi với giá dao động từ 20 đến 30.000 đồng 1 kg. Nhận thấy trồng cây khoai sọ đem lại nguồn thu ổn định, lại tốn ít công chăm sóc hơn so với các loại cây trồng khác, nên nhiều hộ dân đã chủ động mở rộng diện tích, nâng tổng diện tích trồng khoai sọ tại xã Phì Nhừ lên 10 hecta. Nói đây là mình cũng trồng khoai sọ là cũng trồng hết một hắc, là cũng thu được 20 năm bao ở đây, là mình bán cũng điểm 15 triệu. Đấy. Để thực hiện tốt chương trình OCOP, thời gian qua, huyện Điện Biên Đông đã triển khai đồng bộ đến các xã thị trấn đẩy mạnh thực hiện xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương như bí xanh Tỉa Rình, khoai sọ phì nhừ, lạc đỏ nếp tan na son, thịt lợn sấy, gạo nếp nương hạt to, tinh dầu hương nhu nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm. Theo đó, huyện đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh về chiến lược phát triển sản phẩm. Qua tập huấn của chương trình OCOP thì cũng đã nắm được một số nội dung cơ bản về qua quá trình cái để đặt cái sản phẩm OCOP thì cũng có cái bộ tiêu chí đánh giá. Thì như luôn giói thì cũng chọn cái nếp tan hạt to. Đấy, để cũng có một hợp tác xã cũng đang có hồ sơ để cùng với bà con nhân dân để thu gom cái nông sản của bà con để trong quá trình thu gom thì cũng đạt chất lượng quá là năng suất cao trong với quá trình sản xuất OCOP của xã Vân Giói thì cũng đưa ra thị trường như Điện Biên thì các huyện khác. Tính đến hết năm 2019, huyện Điện Biên Đông đã có 4 sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận OCOP xếp loại 3 sao gồm lạc đỏ na son, khoai sọ phì nhừ, bí xanh Tỉa Rình và thịt lợn sấy. Các sản phẩm của huyện tham gia triển lãm bước đầu đã thu hút được sự quan tâm của thị trường. Điều không khó để nhận thấy việc đẩy mạnh thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã và đang tạo cơ hội thuận lợi giúp người dân tham gia trong các chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản
đẩy mạnh phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả và bền vững. Không những thế, việc xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP giúp huyện Điện Biên Đông từng bước khai thác và phát huy những tiềm năng và thế mạnh của địa phương để mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập cho người dân. Song song với đó là nâng cấp các sản phẩm, chuỗi sản phẩm chủ lực hiện có là thổ cẩm Lào xã Mường Luân, sản phẩm lưu niệm nội thất từ bông chít và các sản phẩm du lịch dịch vụ nông thôn, gồm suối nóng Bá Vạt xã Mường Luân, sinh thái ẩm thực Hồ Nong U, du lịch trải nghiệm, chợ phiên vùng cao. Qua thực hiện cái chương trình OCOP thì cũng đã tạo được giải quyết được cái việc làm cho người lao động tại địa phương và góp phần nâng cao cái thu nhập cho người dân và thực hiện tốt cái chương trình tái cơ cấu trong cái ngành nông nghiệp, đặc biệt là cũng thực hiện tốt cái tiêu chí số 10 về cái thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo và cái tiêu chí số 12 về lao động có việc làm và cái tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất trong cái bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn huyện Điện Biên Đông thời gian qua cũng gặp phải không ít những khó khăn như chính sách hỗ trợ cho người sản xuất, cơ chế trong triển khai thực hiện chương trình OCOP hiện còn chưa rõ ràng. Trên địa bàn huyện hiện nay, đa số sản phẩm được xây dựng thành OCOP nhưng mang nặng tính thủ công, chưa có bao bì, nhãn mác riêng, chưa xây dựng được thương hiệu, công bố chất lượng, thị trường tiêu thụ còn nhỏ hẹp. Để giải quyết được vấn đề này, cần có sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền cũng như ý thức từ phía người dân để nâng cao bài toán chất lượng của sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa các khâu sản xuất tiêu thụ, đem lại nguồn thu nhập đáng kể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Điện Biên Đông. Bà con và quý vị thân mến, nhiều năm trở lại đây công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi địa phương. Tuy nhiên, muốn công tác giảm nghèo đạt hiệu quả thì việc cần phải làm là xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của chính những người dân. Với cách làm như vậy, công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Tuần Giáo đã cho thấy kết quả khả quan hơn, bền vững hơn. Sau đây là một vài ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Xã Quài Cang thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững khi tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức từ 40 đến 50%. Sau nhiều nỗ lực phấn đấu, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của người dân, đến nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 31,5%, đưa Quài Cang trở thành một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất của huyện. Để có được kết quả đó, một trong những giải pháp trọng tâm được xã Quài Cang chú trọng thực hiện đó là khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo từ chính các hộ dân. Về công tác tuyên truyền mà bà con đã nhận thức rõ rồi. Thế từ đó thì có một số hộ thì cũng đã xin thoát nghèo. Đấy, tức là mình không nằm trong diện nghèo nữa, tóm lại thế. Bây giờ so với cái hộ nghèo người ta thực sự ấy thì nó lại về đời sống kinh tế thì không đảm bảo. Thế nên là họ mới giữ thế, còn cái đời sống kinh tế của mình đảm bảo có ăn có để rồi thì mình xin thoát nghèo. Cũng có nhiều hộ là nhận thức như vậy. Nếu trước đây các chính sách hỗ trợ thiên về cho không làm nảy sinh tư tưởng trông chờ ỷ lại, khiến người dân không muốn thoát nghèo để tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước, thì hiện nay nhiều chính sách giảm nghèo đã được triển khai theo hướng hỗ trợ có điều kiện, gắn được trách nhiệm của người dân với chính cuộc sống của mình. Để giảm nghèo bền vững thì chúng tôi đã cho bà con tiếp cận với cái nguồn vốn của chính sách là đã mạnh dạn vay vốn và phát triển về chăn nuôi với lại buôn bán nhỏ lẻ cho hộ gia đình. Thì trong thời gian đó thì hộ gia đình cũng vươn lên thoát nghèo. Trong năm vừa qua thì tỷ lệ hộ nghèo của xã Quài Cang thì cũng giảm xuống mức đáng kể. Bà con cũng tự giác và không trông chờ và ỷ lại với nhà nước nữa và cũng vươn lên thoát nghèo. Đầu tư cái nguồn lực của nhà nước vào lớn như thế mà người dân cứ ỷ lại thì không bao giờ hiệu quả được. Bắt buộc là tư tưởng là phải đi hàng đầu. Người dân phải thực sự là muốn thoát nghèo. Họ phải thực sự là nếu không có cái nguồn lực đó họ vẫn phải cố gắng. Còn có nguồn lực đó chỉ là xúc tác để họ thoát nghèo thôi. Thì chúng tôi xác định là cái
cái nhận thức là cái quan trọng. Cho nên là chúng tôi cũng đề cao cái vấn đề công tác tuyên truyền. Hàng năm thì chúng tôi đều có cái kế hoạch tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, rồi tuyên truyền đến tận bản từng hộ để mà nâng cao cái nhận thức. Với những chính sách giảm nghèo, từ năm 2016 đến nay, huyện Tuần Giáo có gần 10.000 lượt người được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, bình quân gần 80 tỷ đồng trên năm. Bên cạnh đó, xây dựng 18 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi với 500 hộ dân tham gia. Gia đình anh Lường Văn Viễn ở bản Khá, xã Quài Cang là một trong những hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Trước kia thì tôi cũng là gặp nhiều khó khăn, nhưng trước vì sau này thì tôi cũng là được nhất ở bản này, thứ hai là xã này, sự quan tâm giúp tôi là xong rồi, tới bây giờ tôi gia đình tôi buôn bán một ít quán xá trong tại gia đình, ngoài ra cũng nuôi lợn này, gà, vịt, với là ao cá để trang trại cho cải thiện đời sống gia đình. Trong những năm qua, hiệu quả của công tác giảm nghèo ở huyện Tuần Giáo còn được thể hiện rõ nét nhờ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Cùng với việc chỉ đạo hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, huyện Tuần Giáo còn chú trọng phát triển các hình thức kinh tế tập thể, khích lệ người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách nghĩ cách làm, vươn lên làm giàu và giúp đỡ nhau thoát nghèo. Đến nay, trên địa bàn huyện Tuần Giáo có gần 300 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt mức thu nhập bình quân hàng năm từ 200 đến 250 triệu đồng. Đây là minh chứng rõ nhất trong việc thể hiện tinh thần nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững của người dân. Qua các cái chương trình, rồi qua các công tác tuyên truyền thì phải nói là cũng rất nhiều cái gương điển hình tiên tiến xuất hiện. Và những cái hội nghị điển hình tiên tiến và những cái biểu dương thi đua khen thưởng hàng năm, chúng tôi rất là chú trọng cái việc này để nhân rộng những cái điển hình tiên tiến này. Thế và hàng năm thì cũng tổ chức cho các cái những người gọi là người dân đi đầu này, là đi tham quan rồi học hỏi các cái mô hình khác nữa, để họ về họ tiếp tục là nhân rộng cho bà con của những người hàng xóm, những người họ hàng của họ ngay tại địa phương. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với cái hướng là quan tâm đến các cái mô hình, các cái nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến này thì sẽ ngày càng lan tỏa hơn. Nhờ tinh thần tự lực vươn lên, các chính sách hỗ trợ thiết thực của nhà nước, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Tuần Giáo ngày càng mang lại hiệu quả tích cực. Và tinh thần tự lực vươn lên từ chính mỗi người dân sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Tuần Giáo sớm hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, bà con nông dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mường Ảng đang tập trung tu sửa kênh mương, làm đất, chuẩn bị xuống giống lúa vụ đông xuân 2021. Để đảm bảo các chỉ tiêu về năng suất, việc thực hiện gieo cấy đúng khung thời vụ được hướng dẫn đã được cấp ủy chính quyền các địa phương theo dõi chỉ đạo chặt chẽ. Vụ đông xuân năm nay, huyện Mường Ảng gieo cấy trên 1.000 hectare lúa nước, trong đó chú trọng đến cơ cấu hợp lý các giống lúa thuần chất lượng cao như Bắc Thơm số 7, IR64, GO2, NEP 87, N97. Trong bối cảnh sản xuất vụ đông xuân đứng trước nguy cơ rét đậm, rét hại và khô hạn, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Ảng đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động bám sát các diễn biến thực tế để chỉ đạo ứng phó kịp thời hiệu quả. Huy động nguồn nhân lực, khẩn trương nạo vét, tu sửa hệ thống kênh mương dẫn nước, đẩy nhanh tiến độ làm đất và chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón, đảm bảo cho việc xuống giống đúng khung lịch thời vụ. Cùng với đó là theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có biện pháp xử lý, chỉ đạo cho phù hợp, giảm thiểu tối đa thiệt hại trong trường hợp xảy ra rét đậm, rét hại. Hiện nay là Phòng Nông nghiệp cũng như là đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng như Ủy ban các xã tham mưu ra các văn bản chỉ đạo bà con nông dân làm sao đảm cái nhất là đảm bảo
cái việc gieo trồng là đúng theo cái lịch chỉ đạo thời vụ của huyện. Đối với cái việc mà làm đất của hộ dân, các hộ dân trên bàn huyện đã tiến hành làm đất cơ bản là đạt trên 90% cái diện tích theo cái giao là 1.070 ha của diện tích gieo trồng lúa vụ đông xuân. Vụ đông xuân năm nay, xã Mường Lạn phấn đấu gieo cấy 100% diện tích. Những ngày qua, trên khắp các cánh đồng, người dân đang tích cực đẩy nhanh tiến độ các công đoạn làm đất cuối cùng trước khi xuống giống. Ủy ban nhân xã cũng chỉ đạo gieo cấy từ mùng 5 tháng 1 cho đến ngày 15 tháng 1, đảm bảo theo đúng lịch. Và cũng chỉ đạo cán bộ khuyến nông bản là trong thời gian gieo cấy thì tăng cường xuống các bản để kiểm tra các cái diện tích mà có nguy cơ ảnh hưởng đến rét. Ảng Cang có diện tích lúa đông xuân lớn nhất huyện với trên 240 ha. Cũng như nhiều địa phương khác, sau khi thu hoạch xong lúa mùa, cấp ủy chính quyền xã đã chỉ đạo các bản chủ động chuẩn bị sớm các điều kiện để sản xuất vụ đông xuân theo đúng khung lịch chỉ đạo của huyện. Hiện tại, một số khu vực thuận lợi về nguồn nước tưới, bà con đã bắt đầu gieo cấy. Chúng tôi đã chỉ đạo nhân dân là tập trung chăm sóc lúa thì sẽ chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi thăm đồng, rồi là tuyên truyền tới người dân áp dụng các biện pháp về phòng chống rét, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa. Theo ông Hà Minh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nạm Lịch cho biết, với địa hình chủ yếu là đồi núi, độ dốc lớn, diện tích lúa đông xuân chỉ có trên 70 ha. Tuy nhiên, ngoài việc đôn đốc chỉ đạo bà con các bản tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để tận dụng tối đa nguồn nước tưới dẫn vào đồng ruộng, cấp ủy chính quyền địa phương còn cử cán bộ khuyến nông xuống từng bản để tuyên truyền người dân thực hiện đúng cơ cấu giống theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Để chuẩn bị cho vụ đông xuân thì cùng với các cộng tác viên khuyến nông ở các bản là thông báo đến bà con nhân dân ở trên địa bàn là chuẩn bị đất, bám sát vào lịch gieo cấy của huyện. Trong đó là trà vụ chính là từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 2021 và trà muộn là từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 1 năm 2021 để đảm bảo thực hiện để phù hợp với điều kiện về thời tiết khí hậu để nó đảm bảo được kết quả tốt nhất. Mặt khác thì đối với Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo tổ điều hành điều tiết nước là thường xuyên theo dõi và điều tiết nước để đảm bảo cho nước cho tưới tiêu phục vụ cho vụ đông xuân. Thời gian tới, tình hình thời tiết được dự báo sẽ có diễn biến phức tạp. Huyện Mường Ảng đã và đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân xuống đồng gieo cấy đúng khung thời vụ tốt nhất nhằm hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của thời tiết đến năng suất sản lượng vụ đông xuân. Đến đây, chuyên mục Nông dân Điện Biên xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm đón xem.